phụ huynh có cảm giác là em này có cảm tình với trai đó. Nãy giờ ánh mắt nhìn về bên đó hoài luôn, phải không? Từ lúc bước ra. Phụ huynh nói có đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi, trời ơi. Chấp nhận số phận đấy. Quá phụ huynh hay quá. Bên tập ấy có khi nào mà cái số này mình có cái số lượng tím nó nhiều một cách bất thường không? Nãy giờ mình thấy chương trình của chúng tôi luôn luôn có những sự bất ngờ nha. Các bạn yên tâm nha, không có cái vụ mà công thức là hai có chủ, hai độc thân hay là một tím, nó không có đâu nha. Khỏi đoán. Huy, cái quốc smell được cái gì không? Lúc bạn Huy Phong bước ra, mới bước ra xong chào em, chắc chắn là độc thân. Không phải đâu tiểu. Chắc chắn. Hãy tin người đã lập gia đình. Mau gì? Bước mau ra gì? Làm này nè. Cái đó là một cái là người giống anh sẽ không bao giờ làm. Hey. Nói chung là cuối cùng là this is so. Ok. Em cũng nghĩ giống anh Huy, bạn này là không phải tím. Cái gì? Không phải. Cái gì mà em cứ sấn sổ với bình tĩnh em? Không phải, em nhìn màu nhìn chữ. Em không biết màu luôn hả? Em bị loạn màu. Em suy nghĩ anh này một người đàn ông, nam tính, mạnh mẽ. Dựa vô cái yếu tố nào? Bốn đánh mắt nhìn nhau thôi. Em và anh ấy nhìn nhau là biết. Em và anh ấy đàn ông nhìn nhau làm gì? Mày nói như thế thì người ta càng loa chứ. Làm sao mà loạn được nhìn? Sao hai đàn ông nhìn nhau làm gì? Nhìn sâu vào trong tâm hồn nhau. Ôi, đàn ông mà nhìn sâu vào tâm hồn nhau. Em càng nói càng lộ giới tính của em. Em làm sao đi Tú? Bữa sau cho em thi chương trình ấy đi. Em phải cần người khai thác em. Nhưng mà là em là độc thân. Độc thân. Độc thân. Thẳng. Nhưng mà duyên dáng như vậy nè, năng động như vậy thì chắc chắn là Hoa đã có chủ. Em chưa thấy nhà thiết kế nào mà thẳng hết. Thôi bây giờ hạ hồi phân giải đi. Trước mắt là mình phải dựa trên bằng chứng. Em là ngồi đây là luôn luôn dựa trên bằng chứng. Một màu tím tím nhẹ. Đây thẳng. Thẳng phải không? Tại vì em có rất là nhiều bạn bè cũng làm thiết kế. Họ là một người rất là ấm áp, chân thành, tình cảm. Cái cách của họ như vậy biết nhịn nhiều. Thẳng, xanh, độc thân. Độc thân. Độc thân. Đây là thẳng băng mà còn bị ế nữa đó. Ế mạnh luôn á. Ế mạnh luôn à? Mấy năm rồi. Có ai muốn lên thử hiện vật không? Chứ phải cô có hàng thiệt ấy. Lại là em à Tú. Không phải em tưởng đâu. Ba anh chị em mình lên. Em mới đứng lên. Em thích thì em lên. Em thử giùm coi các bạn này có là hàng thiệt hay không. Quá, quá, bạn mở nút ra thử xem nào. Ta đã khoe trên màn hình 6 múi rồi. Ừ, trời ơi. John với lại Tú sao? Cũng nghĩ rằng màu xanh cho hy vọng. À thế à. Sao cảm giác không độc thân ta? Tức là anh đã lâu rồi không đi ăn với ai, không đi xem phim, không nắm tay. Là bởi vì là anh có vợ rồi. Đi làm sao được mà đi, đã có chủ. Dạ, yeah, tại em nói rất là đúng. Tại chừng nào mình có chủ, mình kết hôn rồi giống trong tù, mình không có quyền làm. Độc thân ế cao độ. Tù ơi, chị cấm em bỏ xuống đó. Em thay đổi bảng mấy lần rồi, em không có một cái chứng kiến này. Cái lôi ngồi vô. Em đàn ông kiểu gì đấy? Không, đúng. Tại vì nghe nói có lý. Có lý cái gì thì mình cũng phải dơ. Mình thấy có lý thì mình chuyển thôi. Người không có lập trường. Lập trường mình lập mà bị sai. Mình theo. Trời đất ơi. Xác định là một người diễn viên, tốt nhất là độc thân. Tại vì khán giả thường bao giờ cũng thích những người, nhất là nam diễn viên là phải đẹp trai và của mình. Đó là một sự ích kỷ của họ. Không, nhưng mà đau lòng nhất là anh Tú á. Diễn viên đang lên mà bị chị Thanh Phán câu vừa rồi thì cũng buồn. Tú, em bị chôn chân lại rồi hả? Chân của mình là mình tự đi, không ai chôn được chân. Không ai chôn được chân mình. Không ai chôn được chân mình hết. Tập sau anh Tú sẽ lên đó để mọi người tìm ra anh Tú là. Tập sau Tú lên đó mà phụ huynh ngồi đây thì coi là băng sát. Băng sát. Tại nước Vion, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Đón xem người ấy là ai 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Giải trí TV